Nam em rục rịch đi làm trở lại, dò hỏi khán giả bạn sẵn sàng chưa. Nam em đã mở lại Facebook cá nhân. Mới đây nhiều khán giả bất ngờ phát hiện, nam em đã mở lại tài khoản Facebook cá nhân sau một thời gian ngắn tạm lui về ở ẩn. Không dừng lại ở đó, cô còn đăng tải đoạn video ghi lại quá trình nhiều công nhân thực hiện các khâu đóng gói một sản phẩm kèm theo dòng trạng thái tò mò. Are you ready tonight? Tạm dịch là bạn sẵn sàng chưa? Trong vài ngày đây, nam em đang tích cực xuất hiện trên nền tảng TikTok để tập bán hàng trực tuyến. Ở phiên phát sóng đầu tiên khi bán hàng, cô không lộ mặt và liên tục thể hiện tâm trạng vui vẻ, phấn khích trong mỗi lần khách hàng chốt đơn. Dựa vào những động thái này, không ít người suy đoán nam em sẽ tập trung kiếm tiền thông qua việc bán hàng, bởi ở thời điểm hiện tại, cô khó có thể hoạt động nghệ thuật như trước đây sau loạt ồn ào vả miệng. Trước đó, nam em từng tuyên bố sẽ chia tay người hâm mộ. Có lẽ chúng ta đi tới đây cũng nên nói lời chia tay, vì tôi không muốn các bạn mất thời gian với tôi nữa. Hãy chọn một idol khác tốt hơn tôi, nhiều năng lượng tích cực hơn tôi. Chuyến xe này tôi không muốn các bạn đi chung nữa. Khi nào trời quang mây tạnh, nếu còn hữu duyên chúng ta hãy gặp lại. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt nam em, bình an nhé. Mọi phiền lo, gian dở rồi sẽ hóa tan thành mây. Nam em và bạn trai tích cực quảng bá mặt hàng mỹ phẩm ở trên nền tảng TikTok. Nam em làm việc với sở thông tin và truyền thông tới 2 lần vì những lần phát ngôn đưa ra quan điểm gây tranh cãi. Tổng số tiền phạt cô phải nộp lên tới 47,5 triệu đồng.